Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh như Khánh em ơi. Và ngày hôm nay thì Khánh sẽ tiếp tục soi đồ của một cao thủ béo quậy nằm trong băng áo Khánh em ơi. Hôm nay thì nằm được top tông kim top 4. Thúy Yên có vẻ là thiệt sự là nô một của ba. Đây cho anh em xem. Đây cho anh em xem ơi. Đó, bỏ qua vấn đề kia. Đây anh em ơi, hiện tại béo quậy đánh cho mình được 77 mạng và farm nồi sâu 199 và tử vong 24 lần, tử vong 24 lần và liên chạm 8. Cho anh em xếp đồ của béo quậy nha anh em ơi, và khẳng định với anh em là ở tầm đầy thời điểm này Thúy Yên có thể đánh được tốt tông kim rất đơn giản, giống như võ đàn, như là côn lôn đao, cũng như là những phái kiểu là đánh hội đồng tốt anh em. Thiên nhẫn cũng vậy đó, những phái hội đồng tốt, cũng như tầm này thì cái ban đường môn cũng có thể. Và bây giờ thì anh em cùng xem xét đồ của bé quạng anh em ơi. Hiện tại đầu tiên đó là sở hữu một kỹ năng vốn có một cấp đó. Hiện tại bé quạng mà có thêm phi phong nữa thì chắc chắn sẽ khá là khủng nè. Tầm này Thúy Yên cứ kỹ năng một cấp thì lực tay đã hơn khoảng 11k rồi, hơn 11k anh em ạ. Hơn 11k đó. Rồi đi kèm với nón chón 40, nội lực và một cây vũ khí chón 40 thì hiện tại đạt cho mình móc 80 chón nha em. Đó. Và đi kèm với móc 80 chón thì bé quạ sẽ có cho mình tiếp tục đó là 80 chậm nha em. Đó. Bao tay làm chậm và ngọc bội làm chậm đó, sinh lực lực khá đẹp luôn. Ok chưa? Sinh lực lực 100, bao tay sinh lực lực cũng 100 luôn, là thiệt sự là đỡ đánh tống kim. Thì lắc thì ngay mới Thúy Yên có thể bù lắc ở trong những lắc tống kim thì bù cho được mình là 80 chón này đó. Thì vẫn 80 chón này. Nón kích áo kích này. Rồi bao tay làm chậm 40 sinh lực và đó, 80 chậm. Rồi còn lại tất cả thì chắc là chắc chắn với anh em là full khăn lôi. Khăn lôi 27. Khăn băng cái này mang thêm một món khăn băng. Đó, khăn băng 25. Tay lưng khăn lôi 29. Và đôi giày khăn lôi 30. Và gia truyền kháng cả 14 12. Đó, thực sự là set đồ này đỡ mà nói anh bé quậy này anh lên đồ khá là chắc này mà. Một cái ấn khăn lôi 25 nữa anh em thấy không? Một con phi dân. Phong phi dân thì này được cái vòng sáng này mà, được vòng sáng. Đó, vòng sáng loại đẹp thái khá đẹp. Thì nói chung đỡ mà đánh tống kim thì chắc chắn với anh em một điều là làm như làm. Ở server này thì khẳng định anh em một câu là võ đan con lôn rất rất là nhiều. Đó, võ đan con lôn rất rất nhiều. Trên top này cũng vậy thôi, đa số võ đan con lôn. Rồi một số anh cái băng VIP. Đó. Rồi cho anh em thấy không? Thì hiệu ứng chón thì không thể nào thiếu được. Đó. Với hiệu ứng chón này thì sự thì đỡ so sánh set đồ này thì ở set đồ này thì cái áo nhu tinh này thì anh mua khoảng hơn 3 triệu. Rồi con phi dân này thì hồi đầu mua là 7 như là 6 triệu rưỡi gần 7 triệu con phi dân nè. Tầm này thì rẻ rồi, tầm này khoảng nửa tiền thôi. Cho đến hiện tại bây giờ là 6 tháng nữa nửa tiền thôi. Con này khoảng tầm 3 triệu nữa. Thì nói chung là nội hai món này không là đã sắp xỉ gần 10 triệu ảnh rồi nè. Đó, con này anh mua đầu server 7 triệu ấy. Rồi cái ấn này thì thiệt sự so với hiện tại bây giờ cái ấn này khoảng nằm giá khoảng 2 triệu cho đến 2 triệu rưỡi nha nè. Cái ấn này khắn lo 25 thôi, 2 triệu 2 triệu rưỡi nha nè. Đó. Rồi. Và nhẫn này khắn lôi 27 sinh lực 100, nhẫn này thì anh mua lúc đầu thì mua trong ba hình như là 1 triệu 1 triệu 2 1 triệu 3 gì đó. Nhẫn này khắn băng dùng 1 thì trong ban hôm trước hải sang ra bán rẻ ảnh thì phải không bao nhiêu mà như 1 2 kim thôi. Vài chục nghìn cho đến trăm nghìn thôi. Đại lưng khắn lôi 29 sinh lực lực, đại lưng này thì thực sự chắc cũng tầm đỡ mà mắc lắm cũng tầm 4 kim thì khoảng tầm 200.000, 250 cho đến 200.000 thôi. Rồi ngọc bội này cũng tầm rẻ thôi, ngọc bội này lúc đầu mua thì khoảng 700.000 nhưng mà tầm này khoảng 300 thôi. Thì nói chung là tổng sơ và set đồ này thì sự là khá là ok nè mọi. Và giá chiên này thì nhớ không làm là anh mua khoảng 1 triệu rưỡi. Giá chiên này kháng cả 14. Kháng cả 14, khăn lôi 12, khoảng 1 triệu rưỡi nữa. Chung này tổng chi phí set đồ này thì cho anh em xem thì cái áo này là quan trọng nhất là khoảng 3 triệu hơn. Rồi con ngựa này tầm này khoảng hơn 3 triệu và ấn này 2 triệu, thì chung là giá chiên này khoảng 1 triệu mấy. Thì tất cả set đồ này thì nó cộng lại khoảng tầm set đồ khoảng 10 triệu nè. Đó. Thì một phái đánh lan là anh em biết rồi. Một phái đánh lan là ăn mạng khá là tốt nè. Không khác gì võ đan đâu mọi người. Tuy rằng võ đan nó có chụp ly thiên địa cực này, hiệu ứng chón dính rất là tốt, nhưng mà con này thì nó đánh đam định thì cái luồng đam của ba tiên đi ra khá chắc nè. Đó. Và ngày hôm nay thì anh béo quậy đó đã có cho mình là top 4 tông kim. Anh em đừng quên đỡ lại cho bé quậy cũng như là một thành viên trong ban mình một like sẽ ủng hộ cho anh em ơi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh của Khải mà thích cao thủ nào Khải soi thêm nha. Đó.